252 triệu năm trước, tại vùng mà ngày nay được gọi là Siberia, thuộc Liên bang Nga, những đợt địa chấn đầu tiên đã diễn ra, gióng lên hồi chuông báo tử dành cho mọi sinh vật sống đương thời. Trong vài ngàn năm tiếp theo, các trận động đất vẫn kéo dài liên tục bất tận. Như một hệ quả tất yếu, cơn lũ dung nham càn quét bề mặt hành tinh, nhiệt độ tăng lên liên tục, không khí đậm đặc CO2, bầu trời bị che phủ trong trò bụi núi lửa. 95% sinh vật bị tuyệt diệt trong cơn kinh hoàng ấy. Kỷ Permi huy hoàng suốt 47 triệu năm cứ như vậy mà kết thúc. Tuy nhiên, qua cơn bĩ bực tới hồi Thái Lai, dòng dã sinh tồn suốt hàng triệu năm, từ đống cho tàn của kỷ Permi, những kẻ đủ mạnh mẽ để sống sót và tiến hóa đã cùng nhau lập nên một thời đại mới. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Máy Thời Gian. Mình là Lẻn, tiếp nối chặng đường giang dở tại nơi kỷ Permi chấm dứt. Mình sẽ đưa các bạn đến với bình minh của sự tái sinh, nơi loài khủng long trỗi dậy, kỷ Trias. Điều kiện tự nhiên, diện tích toàn lục địa Pangaea đạt đến đỉnh của kỷ Trias hay kỷ Tam Điệp. Toàn bộ phần đất liền được hợp nhất vào một siêu lục địa duy nhất, có tâm là đường xích đạo và trải dài đến hai cực. Sự thống nhất kéo dài đến tận cuối kỷ này, khi các vết đứt gãy địa chất chia đôi Pangaea thành hai siêu lục địa nhỏ hơn, tương ứng với phần phía Bắc là Laurasia, gồm Bắc Mỹ và lục địa Á-Âu ngày nay. Phần phía Nam là Gondwana, tức Nam Mỹ, Châu Phi, Madagascar, Ấn Độ, Châu Úc và Nam Cực hiện đại. Bờ đông của Pangaea tiếp giáp với toàn đại dương Panthalassa, ngày nay là Thái Bình Dương. Trong khi đó, bờ tây tiếp giáp với hai vùng biển là Tethys và Paleotethys. Ranh giới ngăn đồi giữa hai vùng biển đó là một chuỗi các tiểu lục địa được gọi chung là địa khu Cimmeria. Có điểm khá thú vị là địa khu này về sau dịch chuyển và đâm va vào các lục địa khác, dẫn đến hiện tại nó là một phần của vùng núi non thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, cao nguyên Tây Tạng và phần phía Tây của Đông Nam Á. Sự mở rộng cực đại của lục địa trong kỳ Trias đã khiến vai trò điều hòa khí hậu của các siêu đại dương không còn đáng kể. Khí hậu thời kỳ này mang đặc trưng lục địa đến cực hạn, nóng bức vào mùa hè và lạnh giá vào mùa đông, nhưng chủ yếu vẫn là khô và nóng. Các vùng cực không có hiện tượng đóng băng mà thường ôn hòa và mát mẻ. Các loài sinh vật. Kỷ Trias chưa bao giờ được xem là kỷ nguyên khủng long như kỷ Jura hay kỷ phấn trắng, nhưng quyền lực rực rỡ như nắng ban trưa thì cũng bắt đầu từ khi mặt trời mới ló dạng. Và kỷ Trias chính là buổi bình minh của giống thằn lằn khổng lồ này. Như đã đề cập, ở trên cạn, khí hậu chủ đạo của kỷ Trias là khô và nóng. Thêm vào đó là sự suy giảm của các loài có vú cổ đại, Synapsid, do sự tuyệt chủng cuối kỷ Permi đã tạo cơ hội cho các loài bò sát phát triển mạnh mẽ và dần tiến hóa để vươn lên đỉnh của chuỗi thức ăn, tiêu biểu là chủng Acosauria, tiếng Hy Lạp nghĩa là thằn lằn chúa. Đúng như tên gọi, thành viên Acosauria về cơ bản là những con thằn lằn ngoại cỡ, ngoại hình tương tự cá sấu hiện đại. Chủng này được chia ra làm hai nhánh lớn là Pseudosuchia, chính là tổ tiên của loài cá sấu, và Avimetatarsali, thủy tổ của các loài chim. Pseudosuchia gồm ba nhóm chính là loài ăn cỏ lớn, Aetosaur với bộ xương phát triển thành lớp giáp che kín cơ thể, chuyên ăn các loài thực vật mọc thấp. Hai là loài ăn thịt lớn, Rhizotia, thường dài từ 4 đến 6 mét, là loài săn mồi chủ chốt của hệ sinh thái trên cạn cho đến trước khi các loài khủng long ăn thịt cỡ lớn xuất hiện. Ba là cá sấu tiền sử, Phenosuchia, dài trên dưới 1 mét, sống ở vùng gần nước, chạy rất nhanh. Avimetatarsalia, theo định nghĩa là những loài thằn lằn chúa có họ hàng gần gũi với chim hơn là cá sấu, gồm hai đại diện thành công nhất và cũng là còn tồn tại duy nhất đến sau kỷ Trias là Dinosaur, là khủng long, và Pterosaur, là rực long hoặc khủng long bay. Đến đây nghe có cái gì đó nó hơi cấn cấn nhỉ? Nhưng nếu bạn cũng nghĩ điều tôi đang nghĩ thì nó không sai đâu. Chim, bao gồm cả những con bay được và mấy con chạy nhong nhong gần chuồng, đích thực là hậu duệ của loài khủng long. Thậm chí, nhiều nhà nghiên cứu còn xem chim chính là khủng long duy nhất còn tồn tại. Sự xuất hiện sớm nhất từ khoảng giữa kỷ Trias, loài khủng long ban đầu không oai phong và bệ vệ như chúng ta nghĩ. Ở thời thủa sơ khai, tổ tiên của chúng, loài Erator, chỉ cao khoảng 45cm, dài chừng 90cm, nghĩa là rất nhỏ nếu so với hiểu biết của chúng ta về bạo chúa Tyrannosaurus hay cự long Rachiosaurus. Và dĩ nhiên,
đỉnh chuỗi thức ăn chưa thể thuộc về mấy chú thằn lằn nhỏ con này. Khi mà những con Rhizotia xuất hiện từ đầu kỷ Triad và các loài Synapsid cỡ lớn đã sống sót từ tận kỷ Permi vẫn còn ngự trị. Về phần Synapsid, mặc dù đã mất ngôi vị bá chủ về tay Archosauria, tuy nhiên chúng vẫn chưa bị tuyệt diệt và vẫn tiếp tục sống sót trong kỷ Triad với bộ ba đại diện là Dicynodon, Pterocephalian và Cynodon. Trong đó, Cynodon đã tiến hóa thành những động vật có vú theo đúng nghĩa đen đầu tiên. Ngoài ra, nhằm thích nghi với cuộc sống mới, Synapsid đã tiến hóa thành những động vật ăn côn trùng nhỏ, chuyên hoạt động về đêm, thậm chí là phát triển thêm tập tính đào hang. Cuộc sống về đêm cũng buộc chúng mọc thêm lông và gia tăng tốc độ trao đổi chất để kháng cự cái lạnh. Đối với các loài lưỡng cư, chỉ có một số loài sống dưới nước hoặc bán thủy sinh mới tồn tại qua vụ diệt chủng cuối kỷ Permi. Thành công nhất là chủng Stereobondyli, khi con cháu của chúng đều là những loài lưỡng cư to lớn và tiêu biểu nhất của kỷ nguyên này. Nhất là loài Mastodon Saurex, có thể dài tối đa đến 6 mét. Hệ sinh thái dưới nước kỷ Triad có sự đa dạng nhất định so với kỷ Permi. Đối với các loài cá Vetia Actinopterygii giữ ngôi đầu về sự đa dạng, trong đó có Berzeria và Saurichthy là hai loài cá săn mồi thuộc vào loại lớn nhất. Loài bò sát cũng góp mặt một số đại diện vào nhóm những sinh vật thống trị đại dương như thằn lằn cá Ichthyosaur và thằn lằn biển Thalassosaur. Những sinh vật thân mềm hai vỏ thời kỳ này cũng hết sức phong phú. Kết thúc cũng là khởi đầu. Sau quãng thời gian dài 41 triệu năm, hành trình của Triad cũng bước tới hồi kết. Mở đầu bằng một vụ diệt chủng và kết thúc cũng bằng một vụ diệt chủng. Khoảng 201 triệu năm trước, bể magma trung tâm Đại Tây Dương, bể magma lớn nhất với diện tích 11 triệu km vuông, bắt đầu phun trào ở trung tâm của lục địa Pangaea, mở đầu cho 4 đợt phun trào lớn kéo dài trong khoảng 600.000 năm, đã gây nên cái gọi là cuộc diệt chủng kỷ Triad-Jura. Những trận lũ dung nham ồ ạt trào ra từ miệng núi lửa đã giải phóng một lượng khổng lồ CO2, đồng thời xâm nhập qua các lớp trầm tích dầu chất hữu cơ và thiêu cháy nó, giải phóng thêm lượng lớn khí nhà kính vào khí quyển. Kết quả là nhiệt độ trái đất tăng nhanh chóng thêm 3-4 độ C. Sự nóng lên toàn cầu như vậy lại tiếp tục dẫn đến sự gia tăng hoạt động của các cơn bão và hình thành sấm sét như một hệ quả tất yếu. Sấm sét càng nhiều thì cháy rừng cũng theo đó mà dữ dội hơn. Địa chấn, phun trào núi lửa, bão, sấm sét và cháy rừng, tất cả gộp lại đã đưa đến khung cảnh của ngày tận thế. Và như chưa đủ tồi tệ, cùng với hiệu ứng nhà kính, sự gia tăng CO2 đột ngột cũng dẫn tới sự xuất hiện của hiện tượng axit hóa đại dương. Lượng lớn CO2 được biển hấp thụ khiến H2CO3 bị phân ly thành HCO3 và hydro. Sự gia tăng ion hydro làm giảm mạnh độ pH của biển, dẫn đến sự suy giảm các loài thân mềm có vỏ và san hô, vì chúng cần có CaCO3 để tạo vỏ và xương, kéo theo đó là sự sụp đổ của hệ sinh thái biển. Dẫu vậy, có thể coi là khá may mắn khi hậu quả của vụ tuyệt chủng này không kinh hoàng như của kỷ Permi, hoặc có thể nói là tuyệt chủng có chọn lọc, với chỉ khoảng 22-34% số sinh vật biển biến mất. Trên đất liền, thủy tổ của các loài có vú, các Synapsid to xác đã biến mất, những con bò sát, lưỡng cư to cộ bị quét sạch. Hệ thực vật, động vật có vú tiến hóa từ Cynodon, cá sấu, khủng long và rực long thì gần như còn nguyên vẹn, không còn kẻ đủ sức ngăn cản. Giờ đây, khủng long chính thức bước lên hành trình trở thành loài thống trị trong 135 triệu năm tiếp theo. Và đó là nội dung khái quát về kỷ Triad, thời kỳ mở ra sự thống trị của khủng long trên trái đất. Tại thời kỳ mà những tổ tiên của các loài có vú phải sống khép mình để có thể tránh được việc trở thành con mồi của các loài mạnh hơn. Nếu bạn có những chia sẻ gì về sự kiện này, đừng ngần ngại để lại ở dưới phần comment. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong những lần tới. Bye bye!